Hello, xin chào các bạn và chúng ta đã gặp lại. Thì lần này Thương tiếp tục giới thiệu đến các bạn một cái sản phẩm mà Thương vừa mới lấy trong sáng ngày hôm nay. Vừa mới lấy luôn các bạn, rất là nóng. Đây là đôi Jordan 1, mình cũng nói luôn, đây là mình vừa mới lấy trong sáng ngày hôm nay. Thì phải nói là thời gian sau này thì Thương chú ý nhiều hơn và mua nhiều hơn những đôi giày thuộc dòng này. Mình sẽ mở các bạn coi luôn. Rất là mới nha. Đây. Đây. Không để các bạn chờ lâu. Đó. Đây. Đây là đôi Jordan 1 mà mình vừa mới lấy tức thì trong sáng ngày hôm nay. Còn tại sao mình lấy thì chút nữa mình sẽ nói sau. Đây, về sơ bộ thì em nó cũng rất là đẹp, với tông màu đen trắng xen kẽ với những đường chỉ đỏ, rất là quen thuộc thôi các bạn. Nhìn nó cũng bình thường nhưng mà cái điều đặc biệt nó sẽ nằm ở khúc sau các bạn. Khi mà mua đôi giày này thì các bạn sẽ cho được hai sợi dây, các bạn thấy không, nó sẽ có hai sợi dây đây nè. Tất nhiên là có một sợi dây đây sẵn rồi, đây có hai sợi dây nữa đó. Rồi thì cái điều đặc biệt bây giờ mình sẽ nói các bạn tại sao. Và đây là điều đặc biệt mà Thương muốn giới thiệu đến các bạn. Thương rất thích bởi vì đây là một cái sản phẩm kiểu như là có dấu ấn của riêng mình đó các bạn, rất riêng và rất đặc trưng. Thương dùng sợi dây của đôi Air Force One Supreme vừa mới được ra mắt để mix vào đôi Jordan 1 này, và đây là sản phẩm mà Thương vô cùng tự hào. Các bạn cùng coi chi tiết nhé. Hy vọng rằng các bạn sẽ có những cái giây phút thật là vui tươi, thoải mái khi mà coi những cái video của Thương. Chúng ta sẽ gặp lại trong thời gian sớm nhất. Là sao? Cũng hơi vậy á. Vui chỗ nào, Vui là... thời gian sau này, cái khoảng thời gian sau này thì Thương bắt đầu chú ý nhiều đến Jordan 1 hơn, chứ không còn là những cái đôi giày của hãng Adidas nữa. Ủa, nói gì đập cái lồn gì chơi? Sớm nhất. Thấy chưa đủ, tao nói để cái tay đi đéo chịu. Quên, em quên luôn chứ không phải là...